Tiên xin chào mọi người đang xem kênh Về Quên TV nha. Hai bác phụ mẫu mắc cầm cái này không có giãy tay được. Thì hôm nay Tiên sẽ cho bố mẹ ăn thử lẩu mắm Việt Nam nha mọi người. Ta-dan. 잘 먹겠습니다. Thì hôm nay Tiên có chuẩn bị là bò ngư, tôm sú đen, bạch tuộc, thịt heo và một con cá tươi. Đó, tất cả đều rau rói nha. Rau nhúng ngày hôm nay gồm có nấm, bông bí, đọt bí, khổ qua, giá đậu xanh, bạc hà, rau muống, mồng tơi, ngò gai, đậu bắp với lại quế nha mọi người, mọi thứ một chút. Với cà tím nữa. Bông bí nè mọi người. Hồi sáng này Tiên chạy muốn dắt giò lên cần cổ luôn mới được cái dĩa rau này á. Này là vô nhà chị Nhung mới hái về luôn nè. Với lại ba cái này cũng ở nhà chị Nhung mới hái về luôn. Đó, gò gai với lại quế với lại ba cái bạc hà. Còn rau muống thì Tiên mua ngoài chợ. Nấm này cũng là hái luôn. Đó. Cái này thì mua ngoài chợ, cái này thì mua ngoài chợ, cái này thì mua ngoài chợ. Ngon không? Dĩa rau cũng có thể gọi là đủ đầy nha, không thua gì bên Việt Nam ha. Hôm nay lẩu mắm của chúng ta khác biệt một chút là Tiên mua hơn một chục con bào ngư nha mọi người. Hồi đó giờ chưa có ai lấy bào ngư nấu lẩu mắm ha. Bữa nay mình làm cho nó độc lạ. Đây là con tôm sú đen nữa nè. Con này con cá này, một con nhỏ xíu thì thôi 200 ngàn mọi người. Bằng bàn tay à. Tại vì nó còn sống á. Đây là con bạch tuộc con. Bây giờ mình sẽ cho thịt ba rọi vô xào nha mọi người. Đây là thịt ở gần cùng cổ của nó, rất là ngon luôn, mềm lắm. Mình nướng xong mình để nó cũng không có bị cứng dai nữa mọi người. Thịt này đắt hơn thịt ba rọi thông thường chứ. Mình xào cho nó căng lại cả nhà. Ta-da! Cái phần quan trọng là đây mọi người, đây là nước lẩu mắm Tiên đã nấu sẵn nha. Cái này là có tỏi, có ớt, có thứ luôn. Xả sẵn hết cũng luôn mọi người. Đó, mình phải đổ vô. Mình thấy tỏi ớt chìm dưới rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ nấu cho nó sôi lên cái nha. Nước đã sôi, bây giờ mình thả con cá vô nha. Wow. Trở về. Rồi, tiếp theo mình sẽ thả bào ngư vô nha mọi người. Mấy con này thì nó chín cũng hơi lâu hơn rau cải chút xíu, cho nên là mình sẽ thả vô liền bây giờ. Bào ngư Tiên đã lấy bàn chải sạc sạch sẽ rồi mọi người. Không cần phải sạc trắng tươi quá, bào ngư mà trắng quá là hết dinh dưỡng rồi. Tôm sú vô luôn. Đó, bạch tuộc vô luôn. Rồi là mắm chất lượng nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ rau vô nha mọi người. Đó, mình sẽ bỏ cà tím vô. Được rồi. Đó, ba cái bạc hà của mẹ khoái nè. Rau đắng nha, thịt cá, ý lộn ba cái khổ qua. Ta là thử ăn cho tí với xong. Mẹ Tiên thích đậu bắp nữa. Quế, bỏ sườn ngù vô hết luôn, nấm, các thứ rồi vô. Không có cái tên nữa. Nè, bông bí nữa nè. Bông bí vàng. À, gì? Cái chén này xài. Được chưa nhỉ? Cái tiếng là. À, không đâu. Rồi, bây giờ mời mọi người ăn với lại bố mẹ của Tiên nha. Thì nồi lẩu mắm của chúng ta đã hoàn thành. Đổ mồ hôi nữa mọi người. Cũng ăn rất là mặn. Tại vì á là phải kiếm rau rất là cực khổ luôn. Làm sao người ta mẹ gấp cho ăn dâu nè. Chạy đi kiếm đôn đáo các loại rau, hải sản các thứ rồi. Buông đi mãi tới xe không? Chị có hiếm tới kỳ cứ rất xèo. Tiên kêu bố mẹ ăn nhiều nhiều nghe, Tiên nấu rất là cực khổ luôn. Dạ che chắc thì hiếm tới rất xèo. Ủa sao bạn này tôi đã tái rồi. Hôm đi gà cưới đi, nếu mua bà nhà mát rồi thì. Mà mẹ đi nói để mẹ ăn thử coi ngon không cái đã. Ủa để mà mẹ xin nghe tao, nếu mua đồ là kẻ sợ. Ôi nhà nó mua bà nhà. Lâu, tôi xe à, nè, phải nói kẻ tôi xe à. Mời mọi người, ông lên tôi xe. Để ăn thử miếng à. Mmm.
30년 후에 국물로 조금 근데 말해 하지 마세요. 네, 말해. 맛있대. 국물 좀. 맛있네요. Nước gạo mắm rất là thơm mùi mắm rồi mọi người. Chắc nguyên sớm này bữa nay chửi nhà tiên á. Tại vì bây giờ mùa thu trời mát ta mở cửa trơn à. Mà mình nấu cái lẩu mắm cái này là bay vô tới tận không ngóc ngách luôn á. Wow, sinh sôi tươi nè. À, con cá nó gãi ra trơn rồi, tại tiên bỏ sớm quá. Thì ăn thử con bào ngư kìa. Lẩu mắm bào ngư nha mọi người. Chất cay, chấm bột, chân gọi. Yeah, chất cay 전골을 하는 건데 조선 팔뚝이 다 들어가네. 해물도 들어가고 고기도 들어가고. 예. 원래 이 들어가는 게가. 예. 베트남 원래 이래 먹나? 예예 예. 매디 허바 베트남에 베트남 이거 호박 이파리가 있나? 예. 요거 안 돼 하. 라우 맘마 뭐 하이산 거의 라우 떡까지 들어. 야채 생일 다 해. nói chung là tất cả các thứ rau củ rau hải sản trên đời đều bỏ vô hết. Tôi đây đó. Đây là trái cà mai rất ngon. Mẹ nó ngon nè. Mẹ tiên khoái ăn cái gì mà có nhiều rau nên hôm nay là tiên rủ mẹ ăn đó mọi người. Cứ đây sợ mình uống được bát gì mình ảnh tới guest rồi cứ xem. Bởi vì bữa nay tiên hả chuẩn bị nhiều rau là phải rủ mẹ ăn. Này là trái cà mai, trái sầu cũng tám mặt. Ăn bên mát này cái nhá này đó. Quá. Từ. Nha. Cái mà xin nghe trong trong cái này là không có bùn rồi. Ê. À yes rồi. Ở bên kia thời gian là không có chứ. À ít đâu. Nó ở đâu không một chỗ ổn ta. Mẹ thì nó làm mấy món ngon gì nhớ nhớ rủ mẹ ăn nghe con. Nấm nè. Tại mẹ mất buôn bán á mọi người. Nên là chưa mà sao? Không có nhiều thời gian. Mẹ nói cái đó ngon á. Cho ông ăn, còn bạc hà, đây là cộng cộng bí. Bên Việt Nam mình có cũng có cộng bí nữa. Nãy mẹ đi hỏi bên Việt Nam có bí không? Không có. Ủa, tao lại bị nó gọi bé. Nè. Ủa, cái tao lại bị nó gọi. Mà, thôi ra ngoài sân cơ. À nhớ. Ở đi chip bé. Ủa đi chip bé ai gọi? Nó chứ lắm nó. Ông mới bảo nó cái này đâu. Mẹ hỏi á. Còn bao hạ này, cắt ở nhà hả? Thì nó không phải cắt ngoài nhà chị Nhung á. Mà mẹ hỏi ủa sao ở nhà không còn cộng nào vậy? Tại vì mẹ lúa ở cộng nào mẹ ăn cộng đó còn còn cộng nào. Cái tên sẽ đóng gần phá. Đang ngồi á. Chấm bột. Ai nghe cô. Nghe. Hè mua. Hè mua này ít kỹ nên đẹp. Mà chấm bột ngọc xoay à. Mẹ hỏi á. Đi chợ Việt Nam á. Người ta có bán mấy này không? Chị thấy nè mọi người. Hải sản ra rồi. Chà chê là thấy xoay à. Chà hải sản ra rồi. Chà chê là mày nên đẹp. Có đủ hết nhưng mà không có bầu ngư thôi. Con cá đâu trời. Con gà hết trời. Con cá nè mọi người. Bố mới đi. Xem xem tôi xem. Xem xem mình làm những cái gà theo. À cái đây á. Mẹ tôi nói cá ăn mỗi ngày có gì đâu thú vị. Ăn gà mới hấp dẫn. Ít bà có để ra phải đâu. À mấy này. Cắt chùi son của mấy bà bạn mẹ tiên chùi. Ba tiên lúc nào cũng vậy đi. Chỉ ăn không nói. Ăn mới đi.
mai ha xe à? Ừ. Trong hang tụi mai đi mai ha xe à? Không có thời gian nói. Bả là từ dễ dàng xe. À. Cà tím. Hai đứa con. Đấy. Ô. Bravo. Cảm ơn các bạn. Yo. Yo. Ông Minh nếu mà được. À, như cũng lên mép chưa mất gọi gì vậy? Cái này đáng ra là phải uống bia mới đã. Bia cái phụ tử này mà xịt. Ba tí nói nước ngọt ngon hơn bia nữa. 우리는 술로 못 먹는 삼총사다. Mẹ tôi nói mình chúng mình là bộ ba không uống được rượu bia. Tiên cô không muốn được rượu bia. Hàn Quốc mà người ta. Sẽ mấy ông Samchongsa. Ba thì cũng uống được rượu và bệnh uống được. Mẹ thì cũng như Tiên luôn, từ đó giờ không uống rượu bia. Mấy người á nó nghe cái mùi mắm á nó bu lại dữ lắm, mình phải đuổi hoài vậy. Tại sao xin nè? Mà xin nên gặp tôi mua cái mà cuối tuần sau thì nè anh thấy cái này. Mẹ nói ba ngon dữ ha, nghe nước ực 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 luôn á. Dầu chua đi, ít ít thì mày ăn sao nè. À nè, mẹ tôi nói dầu chua mày đi ăn sao à? Mẹ tôi nói ba cái khổ qua nó không đắng lắm. Ít không mẹ nè. Này, sơn lên sơn ra, mày ăn sao mua cái? Ít không mà chứ. Giác cái gì giác vậy? Khổ qua là thuốc đó mọi người. Khổ qua Hàn Quốc á, không đắng lắm. Nó đen sẫm, nó đắng mà có gai. Bằng ngon à. Mẹ ăn mà thấy ngon luôn miệng luôn trời. Cái nấm này biết nấm gì ta? Giống như là nấm bào ngư. Mà anh ơi, anh có thể mà gửi mà xin những người khác yêu mua là khôi lắm. Có được cái gì mà? Anh có thể. Mẹ tôi nói phải mà ngày nào cũng được ăn ngon gì ha, khỏi làm gì hết trơn. Ăn cái này xong là phải đi tắm nha mọi người. Phải mùi mắm á, nó ám cho người mình. Có khi mày ăn mới tên đẩy cái mày mà. À, cái đấy á. Cá chung rồi. Ông Minh em đền nắng có chưa đâu rồi. Ông Minh mà ăn thế à? Anh ăn nắng cho nên em muốn mặc một chà. Mẹ nói đừng ăn bún nhiều, ăn mấy cái này nhiều nhiều nè. Nhờ tên chọn mà ăn mới tóc nữa. Mẹ em muốn. Gieo nhiều nhiều vô. Trên một tuần. Nó buồn lắm nè.
Đừng lưỡi chìm dưới. Nói rồi. Mày muốn rồi. Hả? Ơ ngươi rồi. Hả? À. Coi mẹ bà Hương thấy không? À. Đúng rồi. Nó hít nè. Sáng rồi thì đúng. Nè cho mẹ luôn nè. Hít nè mẹ thì chết hát đại cả. Cho mẹ luôn nè. Mẹ đây. Bà ta gắt hát đại mũng tùm lại nè bình đại. Lớn nè. Mẹ nói tới lưu hồi. Không mấy ăn được dục luôn. Ý chí chắp bé tay yé, yé, yé. Kun đe, ý gần cho gạo tóc tay, mà đe ra, hà ra, yên nga cao, cho gạo, yêu cầu, cố tung. Men nói yà, cho gạo, hầu yên nga cao, cắt tay. Bao ngư á, quan trọng bao nhất là cái phần nội tạng á mọi người. Nhìn thấy là chảy mua cho gạo. Chứ còn cái thịt của nó là cũng như mấy con ốc, mấy con nghêu dẹm thôi. Khi đi rồi, thịt tay. Quan trọng chủ yếu là cái nội tạng của nó. Nó chắc không nè. Tôi ít kinh được rồi nè. Hết dao rồi. Tính nó kể không? À nè, tết rồi. Mẹ no rồi. Mẹ mà không tết rồi. Nói nó mua cái hộp. Hả? Sao sao sao. Chẳng là chơi thật rồi, chẳng là nó mua được rồi. Hình như là hình như cảm ơn rồi. 아버님 나라 뭐라 그러나. 됐다 이제 다 먹게. 맨날 hết giờ cái bà nói chia cái ăn. Chia giao cái ăn. Thì 무릎 아픈데 좋대. 코끼리 코끼리 뽀예요. 아? 이거 베트남에 코끼리 뽀예요. 코끼리 뽀? 코끼리 그 코? 코. 아, 코 말고. 코끼리 그 두 개? 코끼리 뿔? 뿔! 코끼리 뿔. 너 밖은 맨날 띵 나와 있는 맨날 맨 뒷남 건 거의 랑 아이오이 나. 뭐 띵 나올 럼 코끼리 뿔이 그리 생긴다. 뿔이 참 뿔. 예. 자세히 보면 똑같아요. 뿔이 아니고 이빨? 빨? 코끼리 이빨? 코끼리 뿔. 상아. 뿔. 새우 크네. 어디서 사는 새우 큰 거? 맞대. 매대 hỏi mua tôm đâu bự dữ vậy? 야, ăn lẩu mắm mẫu nước sai ta vô là trời ơi, đúng bộ combo luôn mọi người. 우리 매대 지금 운전을 한 게 빨리 안 갈 데 없고. 내 좀 태워만 놀러 좀 가자. 예, 알겠습니다. 남은 태워줘. 사모님 어디 가고 싶어요? 절뚝에. 나는 타닥 마음대로 가고 싶다. 맨날 nói dâu biết lái xe rồi. Trời ơi, nó đi như là hả chim bay, đi đường chim bay không à. Chở mẹ đi chơi với con. Để mình chở mẹ mình đi. Sam sam mình phải được làm quạt cả. Ba nói chở tao đi, chở ba đi. Ở đi đâu coi á? Sam sam mình phải được. Tôi sợ lên đây. Hiện nay đây. À, cô đây á? Mỹ. Ba nói chở về quê hương xưa thăm thăm quê đâu. Mỹ gì sẽ thăm quê. Sớm mai có sớm.
trở về xã Sam San ngày xưa thao sống sống ở đó đó mọi người. Đấy, những cái gì những đó. Quê. Giờ mà không còn ai sống đó nữa. Giờ toàn những người già cả không à. Nhà người ta ra thị trấn thì sống hết rồi ai trong đó nữa. Ở nào xeo chứ mua được. Cái này là mẹ chồng ghét con dâu rồi giả bộ làm rớt con tôm ấy nè. Ôi ta. Mẹ hòa tổ, có lúc chứ mày ơ. Mẹ dù lâu rồi chạp tơ được tại nhà chính trả rồi. Mẹ nó không phải đâu, nó gớt rồi. Chính trả rồi. Cho mà tính nó gớt đó. Y xin chứ gà kia được thì mua rồi. Dần người ta chứ đầu tôi luôn trời mắm thằng ấy nè. Đó, chán ta. Ô lê kinh đẹp mà. À, kìa á. Ôi, mẹ nó đẹp sẵn không sao đâu con, trời ơi, cảm xa mẹ ta. Chính trời. 이번에 새우 좋아. 못생긴 얼굴은 티도 더 못생긴. 니는 티도 그야. 티? 티였다. 아. 이게 티였다. 아, 원래 못생겨서 좀 티도 괜찮아. 내가 lỡ con lỡ có xấu rồi, lỡ dăng thêm miếng nữa cũng không sao đâu con. Chứ mà không có đi rồi à, không biết tôi xe. Nhưng mà. Ai à, về vui ngon quá mọi người, đi ngon quá. Cái sao nè, cả mang bông mấy mang nam anh để thả hai bên một quả chín nè. Còn mấy anh tên mà ba tiền sử hết rồi mọi người cứ yên tâm đi. Sao rồi mấy anh chọn anh chị? Ba tiền phát hành sớm lắm cái đấy á. À, ông đi sao chọn hay sao? Là tôi đi kia đó. Cái nhát tôi sao? Nghe đồn quá thích tâm. Ngon quá mọi người. Bé bú lịch sấy á, ôm nè. Ở chết tinh chạy, tôi sắp sấy á. À, mà chết ta. Bố mẹ không, tôi cố tiên hôm nay ăn rất là ngon mọi người. Mà chết cái mơ không? Mẹ tiên hôm nay ăn rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Bây giờ cả nhà mình ăn tới đây thôi. Ba của Tiên thì sẽ xử cù lại cái đống này. Còn có dặn cơm thôi chứ còn dưới chân á. Rau cải đồ, Tiên với mẹ Tiên tự hết rồi. Đăng ký nhấn chuông và comment ủng hộ cho kênh Diệu Anh TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên nha. Tạm biệt mọi người. Anh nha.